Hello các bạn, em mình xin mến chào các bạn đã trở lại kênh của em mình nha. Bây giờ em mình sẽ vẽ cái mẫu của cô khách này. Em mình đã bỏ qua cái công đoạn mà sơn màu treo rồi nha các bạn. Tại vì em mình đã sơn hơi khô xong rồi, em mình cố gắng làm nhanh gọn để không mất nhiều thời gian của các bạn khi xem video. Sơn thì các bạn nào cũng biết sơn hết rồi. Còn các bạn muốn biết là kỹ thuật sơn sao cho dễ này kia, các bạn cứ vào kênh em mày xem những cái video trước của em mày dùm nha các bạn. Rồi em mày đã sơn nửa móng xong cho cô khách này. Bây giờ cái ngón này đó thì em mày sẽ vẽ cái chi đà nè các bạn. Các bạn thấy em mày nhúng nhúng cái cọ cho nó nhăn nhăn cái đường này, cho mình không có vẽ cái kiểu mà nó đều rang được. Mình nhúng nhúng cho cái đường của nó hay nhăn nhăn vậy đó các bạn. Mình sẽ chấm thêm những cái chấm nè. Mình đã xong một ngón rồi, ngón này mình cũng vẽ như vậy luôn. Các bạn thấy không? Màu vẽ đều là màu treo luôn nha các bạn. Và cái mẫu này là cái mẫu của tiệm em mì trên cái trang web trong tiệm nè. Cô khách có chọn lại là em mì vô chỉ vẽ là rất là dễ. Mình thấy mình làm thưa thưa vậy. Tùy theo cũng có những cái mẫu chi đà người ta làm nó đặc luôn mà. Nãy mì đã xong, bạn thấy em đơn giản rất là nhanh. Rồi qua bàn bên đây, bàn bên đây thì chỉ một ngón thôi ha, ngón này là giả cái tip màu đen. Mì gạch một lần trước nè, đó. Mình tơ cái lần cho nó đậm lên cái màu treo rồi, đó. Bạn thấy không? Màu đen này rất là đậm, em mì tô một nước là em mì đã hoàn thành xong, không cần sơn lại nước thứ hai màu đen nha các bạn. Ok rồi, cái ngón vẽ sẽ là cái ngón giữa này. Nhưng mà nó cứ đừng cởi mì đi em. Mình nhúng nhúng vậy đó. Còn đều nhau các bạn, nó méo cái bự cái nhỏ vậy đó, nó mới giống là cái chi đà, chứ mình vẽ nó đều rang hết cũng không có đẹp. Đó là em mì đã hoàn thành xong đó các bạn. Cái mẫu vẽ hôm nay là cực kỳ đơn giản, em mì chia sẻ với các bạn. Bây giờ em mì xin tạm dừng video tại đây nha các bạn. Cái bước cuối cùng là em mì sẽ bỏ thớt treo lên nữa, em mì xong. Bây giờ em mì xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.